Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thực hiện đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tăng tính tự chủ cho các đơn vị. Năm 2017, Công ty Cổ phần Tư vấn, Kiểm định Chất lượng và Xây dựng Công trình Vĩnh Phúc thuộc Sở Giao thông Vận tải tiến hành cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới, với hoạt động chính là tư vấn giám sát và tư vấn đấu thầu. Sau khi chuyển đổi, ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đổi mới tác phong làm việc, cải cách hành chính, tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã tham gia nhiều công trình xây dựng lớn của đất nước và của tỉnh, hoạt động ngày càng hiệu quả. Quá trình chuyển đổi này từ mô hình công ty đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần thì công ty sẽ có rất nhiều cơ hội cho công việc, có thể đấu thầu các cái dự án lớn của ngành. Về khó khăn thì hiện tại thì trên cả nước thì có rất nhiều cái doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực tư vấn giám sát nên là cái tính cạnh tranh cao. Cái thứ hai là cái khó khăn về sau khi cổ phần thì chuyển đổi những cái cơ sở vật chất của công ty là chưa có. Công ty phải tự lo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị. Nguyện vọng cơ bản của cán bộ công nhân viên trong công ty thì muốn là công ty càng ngày càng đổi mới, luôn luôn có sự cải cách, tạo ra một cái môi trường làm việc thuận lợi để thúc đẩy cho cái cán bộ công nhân viên trước là có trách nhiệm trong công việc hơn. Hai nữa là có cái môi trường cạnh tranh để thúc đẩy cái năng lực của cán bộ trong công ty. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc đã sắp xếp kiện toàn giảm từ 8 phòng chuyên môn xuống còn 6 phòng chuyên môn thuộc sở phù hợp với quy định. Chuyển đổi hình thức hoạt động và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp từ 7 đơn vị xuống còn 4 đơn vị. Giao tự chủ toàn bộ chi hoạt động cho trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Giao quyền tự chủ chi thường xuyên cho ban quản lý bến xe Vĩnh Phúc. Nhìn chung, việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc bước đầu đã phát huy hiệu quả. Thì sau khi sắp xếp lại thì tôi thấy rằng là các cái đơn vị này đã nâng cao được chất lượng hoạt động của cái đơn vị sự nghiệp này. Và cái thứ hai là nó phát huy được cái tính chủ động của cái đội ngũ lãnh đạo của các cái đơn vị này. Cái thứ ba là các cái đơn vị này sau khi được sắp xếp kiện toàn xong thì tự họ cũng tổ chức lại cái bộ máy của mình làm sao cho nó tinh gọn hiệu quả. Với việc thực hiện có hiệu quả đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Giao thông Vận tải đã từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động, nhất là tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân Vĩnh Phúc không ngừng vươn lên, hăng say lao động, miệt mài sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách trên mọi mặt trận của đời sống kinh tế xã hội. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì một Vĩnh Phúc vững bước đi lên, trường tồn bền vững. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Với hệ thống tưới tự động nhỏ giọt phun sương, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thời gian qua, mô hình sản xuất hoa và rau quả ứng dụng công nghệ cao của anh Đỗ Trung Kiên ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương đã đưa nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn đến người tiêu dùng. Thành công của mô hình đã tiếp thêm sức mạnh và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trên địa bàn. Với tấm bằng kỹ sư xây dựng, chưa khi nào anh Đỗ Trung Kiên, tổ dân phố Liên Bình, thị trấn Hợp Hòa nghĩ rằng mình sẽ được gọi với những cái tên như tỷ phú trẻ làm giàu từ nông nghiệp hay người đi đầu trong sản xuất rau an toàn. Nhưng với khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, chàng trai trẻ sinh năm 1991 ấy đã kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Xuất thân từ truyền thống gia đình là làm nông nghiệp lâu năm, thì bản thân cũng có sự tìm hiểu và tìm tòi. Kết hợp song song với đó là cũng nghiên cứu rất là lâu để có những kiến thức cơ bản về ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này. Thì sau đó là về là triển khai là lắp dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới cũng như là
các cái công nghệ cũng tương đối là lơ mới ở nước ngoài nhập về và triển khai là thực hiện mô hình là sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Khởi nguồn từ một chuyến đi đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Kiên bị cuốn hút bởi những nông trại công nghệ cao, mô hình trồng rau củ trong nhà kính. Sau gần 2 năm học hỏi, năm 2017, với số vốn tích cóp được và khoản tiền vay ngân hàng, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên với diện tích ban đầu là 2 hectare. Tháng 3 năm 2018, công ty thử nghiệm vận hành hệ thống nhà kính với cây ớt chuông. 1.500 m2 ớt trồng thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã cho thu hoạch với năng suất đạt trên 12 tấn. Hiệu quả thành công bước đầu áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đã tiếp thêm động lực cho công ty tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, hệ thống nhà kính trồng hoa đồng tiền, làm ớt chuông và dưa lưới. Đặc biệt, năm 2018, UBND tỉnh đã hỗ trợ công ty đầu tư dự án sản xuất rau an toàn theo mô hình canh tác tiên tiến trong nhà lưới theo quy trình Việt Gáp với kinh phí 2 tỷ đồng. Tổng diện tích xây dựng 10.000 m2. Sự thành công và những kinh nghiệm của anh Kiên sẽ là một mô hình điểm để hội viên nông dân học tập. Với cái những cái thành công bước đầu của trang trại thì bản thân tôi cũng là một người cũng là thanh niên trẻ thì cũng rất là hy vọng cái các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường hoặc các bạn mà đang có ý tưởng lung lấu định khởi nghiệp thì hãy nếu có thể được và có đủ điều kiện thì cũng lên đi theo con đường là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thì bản thân tôi thì cũng lúc nào cũng rất là sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã học được. Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của anh Kiên là một trong những mô hình tiêu biểu được hội nông dân tích cực tuyên truyền và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên nông dân. Trong những năm qua, các cấp hội đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là 3 cái phong trào thi đua lớn của hội đã vận động hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm và khai thác tiềm năng cũng như thế mạnh về vốn, về lao động, về đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất. Các phong trào thi đua thì đã thu hút được đông đảo hội viên nông dân hăng hái thi đua, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề để phát triển kinh tế ở nông thôn. Những ngôi trường mới được xây dựng sẽ là niềm vui rất lớn cho các em học sinh và giáo viên. Thế nhưng những năm qua, nhiều công trình trường học trên địa bàn xã Đình Chu, huyện Lập Thạch bị bỏ dở, không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đây là khu vực xây dựng dãy nhà 6 phòng học của trường mầm non Đình Chu. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay cũng mới chỉ có phần móng được dựng lên. Đặc biệt, do thời gian quá lâu lại không được bảo quản, nên các trụ sắt đều đã bị rỉ sét, xung quanh cỏ mọc tùm. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của nhà trường. Công trình này là nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học mới được xây dựng và bây giờ cũng đang tiếp tục là đề nghị với bên xây dựng để mà tiếp tục xây dựng để mà hoàn thiện để mà lấy phòng học cho nhà trường. Về cơ sở vật chất thì nhiều khi cũng vẫn còn thiếu thốn, như là về các cái phòng học cho các cháu và các cái phòng chức năng để mà phục vụ cho hoạt động của nhà trường. Không chỉ dự án lớp học của trường mầm non, mà dãy phòng lớp học và nhà điều hành của trường tiểu học cũng đã nhiều năm bị đắp chiếu. Đặc biệt, công trình xây dựng phòng học bộ môn của trường tiểu học đã dậm chân tại chỗ khoảng 10 năm nay. Thiếu cơ sở vật chất chính là nguyên nhân khiến cho các hoạt động của nhà trường không được thực hiện đầy đủ. Do cái điều kiện cơ sở vật chất chúng tôi còn thiếu hạn hẹp rất là nhiều, hiện nay các cái dãy nhà lớp học đang xây dựng dở dang và cái dãy nhà điều hành cũng xây dựng nhiều năm nay cũng chưa xong. Thế do vậy là một phần nào ảnh hưởng lớn công tác nhu cầu bán trú vì nhu cầu của người dân rất là muốn. Do các công trình này đều do Ủy ban Nhân dân xã Đình Chu làm chủ đầu tư nên nhà trường và phụ huynh đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên đến nay các công trình vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo
làm tờ trình báo cáo các cấp có thẩm quyền đến xem xét và cũng giải quyết, nhưng vì điều kiện kinh tế của địa phương còn rất là hạn hẹp. Hai nữa là các công trình này tôi được biết là xây dựng dở dang nhiều năm nay. Từ thực tế trên cho thấy, nếu các công trình này không sớm được tiếp tục xây dựng thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, mục tiêu đạt chuẩn của các nhà trường, mà quan trọng là các công trình đang ngày càng giảm tuổi thọ và xuống cấp nhanh chóng, gây lãng phí tiền của nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các em học sinh mỗi khi đến trường. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên năm 2020, mới đây Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp về động viên quân nhân dự bị với trên 500 quân nhân dự bị được huy động từ huyện Vĩnh Tường. Quá trình diễn tập tiếp nhận, tại hội nghị của phiên họp Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện bổ sung lực lượng dự bị động viên cho tới phần thực hành tiếp nhận, khôi phục lực lượng, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 đã thể hiện tốt nhiệm vụ được phân vai của mình. Các trạm tiếp nhận, cấp phát quân tư trang và vũ khí trang bị được bố trí khoa học, đúng trình tự. Cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và phương tiện kỹ thuật. Sau buổi tiếp nhận, lực lượng quân nhân dự bị sẽ tiến hành huấn luyện theo kế hoạch, có tổ chức bắn đạn thật. Buổi diễn tập nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ khả năng tổ chức, chỉ huy trong công tác tiếp nhận, vận hành trạm tập trung quân nhân dự bị, khôi phục lực lượng, cũng như khả năng hiệp đồng phối hợp giữa các xã, thị trấn. Ban chỉ huy quân sự các huyện và đơn vị nhận nguồn trong thực hành động viên quân nhân dự bị. Đồng thời, qua đó rèn luyện tác phong, khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng động viên trong tình hình mới.